Dạ. Và một trích đoạn cải lương Trịnh Ngọc Huyền cùng với lại anh nghệ sĩ Lê Minh Hảo sẽ hát tặng cho tất cả quý vị. Ánh sáng phù du. Anh Hùng ơi, nhậu ha. Anh Hùng mấy các chiến hữu nhậu đi, tôi về. Về à. Trời ơi, anh Thành, anh lại sai nữa rồi. Cứ anh Thành hoài. Nhưng mà tại sao cô biết tôi sai không? Bởi vì tôi không được sai đắm mà. Anh Hạnh ơi, anh nói cái gì mà nghe lạ vậy? Anh Hạnh quay. Cô yêu nó lắm phải không? Cô yêu nó lắm phải không? Phải, tôi yêu nó. Vì tôi đã yêu con dòng say mê. Một chàng trai nghèo hiền hậu dễ thương đã cùng chung sống với nhau từ thơ. Trời ơi, giọng nói như ru như đưa tôi vào mộng. Cứ đắm chìm trong cõi u mê. Đau thân như con thiêu thân khờ dại. Để khi tỉnh ra ngỡ ngàng cay đắng. Lừa dối nhau, lừa chính bản thân mình. Anh Hạnh, anh nói gì nghe lạ vậy? Cô im đi. Tôi giết cô bây giờ. Tự nhiên giết à? Cô định hành hạ tôi đến bao giờ? Ở với thằng này mà cứ nhắc thằng quay phim. Anh Hạnh ơi, em vẫn yêu anh như thuở ban đầu. Em đang khao khát đợi chờ. Hay anh đã quên rồi thuở cơ kịch anh xinh. Khốn nạn! Anh Hạnh, anh đánh em à? Nên cô nói ai ăn xin? Anh Hạnh đây. Lan ơi, anh xin lỗi em. Lan ơi, anh quỳ xuống đây. Quỳ xuống đây. Xin em cứ thẳng tay mà trừng phạt. Chỉ vì một chút ghen hờn nông nổi mà bàn tay này đã xúc phạm tới. Lan ơi, tôi là một thằng ngu nhận nhầm giai điệu. Nhưng khi vở kịch trớ trêu chưa hạ màn kết thúc mà sắp đuối sức khang hơi. Trời ơi, tung tháo cởi si mi tìm đường lăn trốn để không còn ai nhắc đến tên mình. Trời ơi, chính tôi đã gây tử tôi rồi. Anh Hạnh, anh nói gì mà nghe lạ lùng như vậy? Nghe như có điều gì ô quần trong lòng. Phải, tôi tỉnh thì sai, còn lúc sai thì tôi quá ra tỉnh. Trời ơi, có hạnh phúc gì đâu. Một tình yêu được tạo bằng gian dối thể xác. Cần kề nhau mà xa cách tâm hồn. Anh Hạnh, anh nói như vậy nghĩa là sao hả anh Hạnh? Cô hãy nghe cho kỹ đi. Tôi không phải là Hạnh của cô. Anh không phải là anh Hạnh của tôi. Vậy thì anh là ai? Tôi là ai? Tôi là ai cần gì cô tìm hiểu. Nhưng xin cô hãy nhớ kỹ giùm. Tôi không phải là Hạnh của cô. Phải, việc mộng dối trá như vậy là đủ lắm rồi. Tôi không còn đủ can đảm đóng tiếp giai tù. Cô thằng cho thuê thân xác. Và tôi cũng không hề yêu cô mà chỉ trái. Cô qua nhàn sắc ở bên ngoài. Cô đáng thương hay đáng ghét? Cô là nạn nhân hay là thảm họa của đời tôi? Hết rồi, xin đừng hành hạ tôi chi
cho tôi gọi đúng tên mình bằng hai tiếng nàng ơi. Lan, chúc em có những ngày hạnh phúc anh tốt đẹp. Hạnh ơi, xin anh đừng mặc cảm thân phận của anh mà làm khổ cho hai chúng mình chi nữa. Chưa đủ hay sao mà còn quỷ hoài một chân tình. Là không có lỗi, mà người có lỗi chính là anh. Nếu anh không mặc cảm bỏ đi, không tự ti đưa mình vào bẫy, thì hai đứa mình đâu phải cách xa nhau. Anh yêu em mà không hiểu được lòng dạ của em. Hôm nay mình gặp cô chậm lắm không anh Lan? Không. Vinh sống em, cất nhà kế bên nhà anh Hùng luôn ấy. Trời luôn. Dạ hết. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.